Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Tin tức về vụ thảm họa vỡ sông Tương Giang mới đây lần đầu tiên được lan truyền trên Internet và hầu hết các bức ảnh được đăng tải đều đến từ các phương tiện truyền thông nước ngoài và người dân đăng tải trên mạng xã hội. Lũ lụt tiếp tục mở rộng, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều khu vực địa phương. Nhưng vừa qua, các tiêu đề của đài truyền hình Trung Quốc CCTV là vụ cháy tại studio số 1 của Kyoto Animation ở Nhật Bản và mất điện ở New York tuyệt nhiên không đưa tin về vụ việc sông Tương Giang sụp đổ hiện tại lũ lụt. Nhưng CCTV đưa tin về đám cháy ở Kyoto và mất điện ở New York, vậy tại sao đài truyền hình Trung Quốc lại không đưa tin về tình hình sông Tương Giang? Hay đang cố che đậy một điều gì đó? Netizen Zhechan đăng tải, nếu không có WeMedia thì không biết lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Nam lại nghiêm trọng như vậy. Làm báo chí chính thống mà giả câm giả điếc về lũ lụt ở quê mình để báo cáo thảm họa ở nước khác, đây là tinh thần gì? Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc liên tục đưa những tin tốt cho nhà nước nhưng tuyệt nhiên không đưa ra những mặt tối của bộ máy chính quyền, khiến dư luận bất bình. Vào ngày 26 tháng 3, một bài báo có tên MasterChef với tiêu đề "Tại sao phương tiện truyền thông chính thức không đưa tin về trận lũ lụt nghiêm trọng" đã lan truyền trên Internet nếu không có các thông tin, các báo cáo khác nhau từ các phương tiện truyền thông và rất nhiều video lan truyền trên Internet. Chúng ta thậm chí sẽ không biết rằng có một trận lũ lụt ở Giang Tây và Hồ Nam, và cái gọi là phương tiện truyền thông chính thống đó đã làm ngơ. Lũ lụt cuốn trôi ở Trung Quốc, tại sao lại như vậy? Thực ra đây là sự bất lực sau khi sự thật bị độc quyền. Truyền thông chính thức nhắm mắt làm ngơ CNN đưa tin, kể từ 10 ngày cuối tháng 3, dưới ảnh hưởng của mưa lớn, sông Tương Giang bị vỡ bờ bao, gần 400 con sông ở lưu vực sông Châu Giang và sông Dương Tử đã bị ngập lụt và mực nước vượt mức cảnh báo lũ lụt. Lũ lụt đã xảy ra ở hơn 10 tỉnh và thành phố, bao gồm cả Hồ Nam, với nhà cửa bị sập, đường dây bị cuốn trôi và thi thể trôi trên sông. Tin tức và video về lũ lụt được lan truyền rộng rãi trên Internet, gây sốc cho mọi người. Các nguồn tin cho biết chỉ riêng trong 2 ngày vừa qua, sông Tương Giang đã vỡ bờ kè ít nhất ở 4 nơi. Nhưng đã 6 ngày trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra ở một số khu vực và các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Netizen David cho biết, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận rằng sông Tương Giang đã vỡ đê 5 ngày sau đó. Vào ngày 28 tháng 3, một người cung cấp thông tin đã đăng một đoạn video về lũ lụt ở nhiều nơi trên mạng xã hội Twitter ở nước ngoài, cho thấy nước ở Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Vừa qua, lũ lụt ở Ninh Xiang và Lâu Gì đã khiến các phương tiện truyền thông chính thức phải im lặng. Trong số đó, thảm họa lũ lụt ở Hồ Nam là nghiêm trọng nhất. Hai bên bờ sông Tương Giang ở Hồ Nam mực nước cao hơn mặt đất khoảng 5 mét. Nhiều người đắp bao cát lên để ngăn không cho vỡ. Một đoạn video khác cho thấy các thi thể trôi trong dòng nước lũ. Thông tin liên lạc và giao thông bị gián đoạn ở hầu hết các khu vực của Hồ Nam. Nước và điện bị cắt ở các vùng nông thôn và mực nước của hồ chứa vượt mức cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, vì nó trùng với ngày nhạy cảm của Hồng Kông bản giao, các phương tiện truyền thông chính thức đã im lặng về nó. Trong số đó, các nạn nhân ở Ninh Xiang và Lâu Gì, những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã tổ chức một cuộc diễu hành vào 2 ngày cuối tháng 3 để phản đối việc chính phủ che giấu thảm họa, xả lũ bừa bãi và các nỗ lực cứu hộ không hiệu quả, đồng thời yêu cầu chính thức về số liệu thương vong. Vào đầu tháng này, các nạn nhân ở khu vực Ninh Xiang và Lâu Gì của Hồ Nam đã viết trên Internet rằng các bài đăng trực tiếp giúp đỡ và truy tìm được đăng bởi mọi người trong khu vực thảm họa đã bị xóa nhiều lần và tình trạng thiếu cứu hộ nghiêm trọng nhân lực và nguồn cung cấp thuyền kayak. Sau khi lũ rút ở một số khu vực, cán bộ địa phương đã đưa phóng viên đi khắp nơi để chụp ảnh kiểm tra. Thậm chí có cán bộ chỉ chụp ảnh cứu hộ, cứu trợ thiên tai rồi vội vàng rời đi. Vừa qua, các nạn nhân ở Ninh Hương đã xuống đường cầm biểu ngữ phản đối, hỏi tại sao mưa xối xả liên tục không thể xả lũ theo từng giai đoạn sớm hơn, đồng thời yêu cầu chính phủ công bố sự thật của thảm họa và các quan chức phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi hành quân trong 2 ngày ở cổng chính quyền quận và có một phó quan quận họ là Wen nói trên TV rằng không có ai ở Ninh Hương chết. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu ông ấy từ chức. Hàng trăm ngôi làng và thị trấn ở Hồ Nam phải hứng chịu lũ lụt một lần trong 50 năm sau đó. Toàn tỉnh Hồ Nam bắt đầu có mưa, trong đó thành phố Chu Châu nhận lượng mưa nhiều nhất, gần 100mm. Một số cư dân mạng cho biết, từ một tuần nay ở Nam Trung Bộ Hồ Nam đã có mưa dông và mưa lớn, 868 thị trấn trong tỉnh bị đe dọa, trong đó có 369 thị trấn bị mưa lớn và vỡ đê nhiều nơi. Do mực nước dưới đáy một số cây cầu đường sắt ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam vượt quá mức cảnh báo. Một số khu vực trên đoạn Hồ Nam của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu đã bị đóng cửa trong một thời gian. Tại đoạn Cao Gia thuộc thị trấn Trường Giang, bờ kè sông Tương Giang ở huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam,
một vết nứt rộng khoảng 15m đã xuất hiện vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3. Lũ cuốn xuống, làm ngập xe và nhà cửa, chỉ còn phần ngọn của một số cây cối có thể được nhìn thấy. Theo các nguồn tin tại chỗ, trận lũ đã nhấn chìm làng Giang Jiping và ba ngôi làng gần đó, với diện tích hơn 2.000m2 và hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng. Một đoạn video về trận lũ màu vàng cuồn cuộn chảy qua ngôi làng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Chú thích cho biết, sông Tương Giang vỡ bờ bao, Tương Đàm, Chu Châu chen dây guo, một nửa của Hồ Nam, tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu sẽ bị loại bỏ và Tam Hiệp sẽ gặp rắc rối. Người cung cấp thông tin, David cho biết, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận rằng sông Tương Giang vỡ bờ 5 ngày sau đó. Mãi cho đến nay, các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin các quan chức từ Bộ Tài nguyên nước cho biết 333 con sông ở Trung Quốc có vượt ngưỡng cảnh báo lũ, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 1998. 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành 15.000 cảnh báo lũ quét. Theo People's Daily Online cho biết, hai trận mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến hơn 3,93 triệu người tại 90 quận và thành phố của 14 thành phố và quận ở tỉnh Hồ Nam và 13 người chết và mất tích do thảm họa. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 10,3 tỷ NDT. Tuy nhiên, sau thảm họa, tổng cộng 1,2 triệu nhân dân tệ đã được phân bổ để cứu trợ thiên tai và hơn 1.000 bộ mền và áo khoác đã được phân phát để đảm bảo sinh kế cho người dân trong vùng thiên tai. Trung bình, một nạn nhân thảm họa chỉ nhận được 3 xu cứu trợ. Động đất ở Huệ Châu, kính thưa quý khán giả, vừa qua tại Quảng Đông Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter xảy ra vào tháng 3 năm 2022 theo giờ Bắc Kinh. Sau khi được mạng lưới động đất Trung Quốc đo lường chính thức, trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 28 phút 48 giây giây sáng theo giờ Bắc Kinh, tại vùng biển gần thị trấn Ti, huyện Hui Dong, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông ở 22,51m và 115,04m, với tiêu cự sâu 25km. Theo các nhà chức trách tỉnh Quảng Đông và thành phố Huệ Châu, trận động đất cũng là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở thành phố Huệ Châu. Khi trận động đất xảy ra, Hui, Shenzhen, Ha, Zhongguan, Zhejiang, Huai đã cảm nhận rõ ràng trận động đất nhưng không nhận được báo cáo về thương vong và thiệt hại tài sản. Trong vòng 1 giờ sau trận động đất, nhà chức trách đã phát hiện thêm 6 dư chấn kích thước tối đa là 2,5 độ Richter. Sau khi nghiên cứu và nhận định sơ bộ, Cục Địa chấn Quảng Đông cho rằng trận động đất xảy ra ở khu vực biển và ít ảnh hưởng đến đất liền. Công ty quản lý và vận hành chịu trách nhiệm về căn cứ điện hạt nhân Định Gia Cha cũng tuyên bố rằng các tổ máy của các nhà máy điện hạt nhân Định Gia Cha, Linh Ao và Linh Dong đang hoạt động an toàn và ổn định, và trận động đất không có bất kỳ tác động nào đến cơ sở. Đài quan sát Hồng Kông đã đưa ra một văn bản lúc 2 giờ 40 phút sáng rằng họ đã nhận được báo cáo từ công chúng rằng họ cảm thấy một trận động đất. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm và cường độ của trận động đất ở Hồng Kông là 4. Cấp 4 của thang ca đã sửa đổi. Vào buổi sáng, hơn 10.000 công dân báo cáo cảm thấy động đất phá vỡ quyền tự quyết của địa phương. Theo hồ sơ kể từ khi thành lập mạng lưới giám sát động đất ngắn hạn vào năm 1939, hầu hết người dân cho biết họ cảm thấy rung lắc nhẹ, kéo dài vài giây. Và theo dữ liệu quan trắc bức xạ của đài quan sát ở Hồng Kông, mức độ bức xạ môi trường địa phương cũng duy trì ở mức bình thường. Cục Khí tượng và Địa vật lý Macau cho biết tâm chấn cách Macau khoảng 156 km về phía đông đông bắc. Cục Khí tượng cho biết vào buổi chiều rằng họ đã nhận được báo cáo từ 5 công dân cảm thấy trận động đất. Trước đó cũng có một trận động đất ở Tây Nam Trung Quốc làm 22 người bị thương. Cụ thể, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết một trận động đất ở Tây Nam Trung Quốc vào chiều ngày 23 tháng 3 vừa qua đã làm rung chuyển thành phố du lịch Lệ Giang, khiến 22 người bị thương. Theo Viện Vật lý Địa cầu Hoa Kỳ USGS, trận động đất 5,4 độ Richter xảy ra gần biên giới tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, có tiêu cự sâu 38 km và tâm chấn ở khu vực miền núi Vân Nam, cách Lệ Giang 115 km. Tuy nhiên, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc sau đó thông báo cường độ đo được là 5,5, với tiêu cự sâu 10 km. Theo Cơ quan Quản lý Động đất Vân Nam, có 22 người bị thương ở huyện Ninh Lang của Vân Nam, trong đó có 2 người bị thương nặng. Cục cho biết chưa có thông tin ngay lập tức về thiệt hại vật chất. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, một đội gồm 60 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm chấn của trận động đất. Phía Tây và Tây Nam Trung Quốc là những khu vực dễ xảy ra động đất. Năm ngoái, một trận động đất nông ở tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 10.000 người phải di tản. Trước đó cũng có một trận động đất mạnh 3,9 độ Richter đã giết chết 83.000 người ở Tứ Xuyên và một trận động đất 6,8 độ khác đã giết chết 268 người ở Tân Cương và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và vật chất. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Philippines mới đây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tàu cá Trung Quốc đang tập trung trong vùng biển Đông thuộc đặc quyền kinh tế của nước này.
khoảng 20 tàu cá Trung Quốc được hỗ trợ bởi tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã được phát hiện và theo dõi vào tuần trước ở đảo đá Cúc Giác và bãi cạn Sabin. Một nguồn tin quân sự cho Penang News biết, các tàu cá này được phát hiện ở khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý của Manila. Bộ Quốc phòng của Philippines DND cho biết, các lực lượng an ninh tiếp tục tiến hành tuần tra hàng hải và trên không thường lệ trong vùng biển phía Tây Philippines. Tên Manila thường dùng để gọi các vùng lãnh thổ của mình trong khu vực Biển Đông. Bộ Quốc phòng Philippines hết sức lo ngại trước báo cáo về việc tàu Trung Quốc tập trung ở đảo đá Cúc Giác và bãi cạn Sabin trong vùng biển phía Tây Philippines. Ông Jose Faustino, Thứ trưởng cấp cao phụ trách Bộ Quốc phòng phát biểu trong một tuyên bố, chỉ thị của Tổng thống đối với Bộ rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không từ bỏ một cm lãnh thổ nào của Philippines, ông khẳng định. Thông tin thu thập được trong các cuộc tuần tra này được gửi đến các cơ quan có liên quan để có hành động thích hợp, ông nói tiếp. Bộ Quốc phòng Philippines đã ra tuyên bố này ngay sau khi Bộ Chỉ huy phía Tây đặt tại tỉnh Palawan báo cáo đã phát hiện tàu của Trung Quốc tập trung gần khu vực nói trên. Tàu thuyền Trung Quốc vẫn ở đó trong lần tuần tra cuối cùng của chúng tôi vào tuần trước. Một nguồn tin quân sự yêu cầu giấu tên việc không được quyền phát ngôn với báo cho Penang News biết. Chúng tôi đã báo cáo tất cả các chi tiết với lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển phía Tây Philippines để có những hành động thích hợp. Lực lượng đặc trách quốc gia trên biển phía Tây Philippines tên viết tắt là NTFWBS có các thành viên là quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không có phản hồi ngay đối với yêu cầu bình luận của Penang News trong ngày thứ Tư. Vụ việc này diễn ra ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Tổng thống của ông để gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tháng 9 vừa qua, ông Marcos đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York để thảo luận về vấn đề địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan. Mặc dù Indonesia không coi mình là một bên trong tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố quyền lịch sử đối với các khu vực đường thủy chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm nay, ông Marcos đã nhiều lần tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ bảo vệ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016, tuyên bố Manila thắng và vô hiệu các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc đối với khu vực biển này. Bắc Kinh đã phớt lờ phán quyết này. Thứ trưởng Quốc phòng Faustino cho biết, chủ trương của chính phủ Philippines đã sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc, nhưng các hành động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi cũng như phá hoại hòa bình và ổn định khu vực là không thể chấp nhận được. Philippines tiếp tục cam kết duy trì một trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực biển phía Tây Philippines và rộng hơn là khu vực Biển Đông. Chúng tôi đồng thời bảo lưu quyền đối phó với bất kỳ tình huống nào vi phạm và đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, ông Faustino nói. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng họ sẽ chờ có được những báo cáo chính thức trước khi đưa ra bình luận về vụ việc vừa xảy ra. Các hành động ngoại giao sẽ dựa trên những báo cáo này, văn phòng bộ này cho biết. Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến thăm đảo Palawan và trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đã từng có mặt tại nơi này. Hòn đảo được xem là tiền đồn của Philippines trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Nước Mỹ có lợi ích sâu sắc trong tương lai của khu vực và sẵn sàng hỗ trợ Philippines để đương đầu với sự dọa nạt và cưỡng ép trong khu vực Biển Đông, bà Harris nói. Chuyến thăm Philippines trong 3 ngày của bà Harris được xem là một nỗ lực của chính quyền Biden trong việc tái lập mối quan hệ và liên minh lâu dài của Mỹ và Philippines, mối quan hệ đã nguội lạnh dưới thời của Tổng thống Rodrigo Duterte, người tiền nhiệm của ông Marcos. Trước đó, Tổng thống Philippines tuyên bố Manila sẽ phải tìm cách để khai thác vũ khí ở Biển Đông, bất chấp việc không có một hợp đồng với Trung Quốc. Các đàm phán về thăm dò dầu khí chung giữa Manila và Bắc Kinh ở Biển Đông đã phải chấm dứt, theo một tuyên bố của chính quyền tiền nhiệm, do các cáo buộc của Hiến pháp Philippines và các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia. Tổng thống Philippines cho biết hiện chưa biết sẽ làm thế nào để vượt qua các rào cản về pháp lý, nhưng Philippines sẽ kiên quyết tìm giải pháp khác, không nhất thiết phải là một thỏa thuận song phương giữa chính phủ hai nước. Trong khi đó,
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Việt Nam đã tiến hành mở rộng đáng kể công việc nạo vét và bồi đắp tạm một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, cho thấy ý định củng cố thêm nhiều các tuyên bố chủ quyền của mình ở vùng Biển Đông có tranh chấp. Báo cáo mới được đưa ra của CSIS có trụ sở ở Washington DC của Mỹ nói rằng, việc mở rộng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp chủ quyền, đã tạo ra khoảng 170 hectare đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã mở rộng trong thập kỷ qua lên gần 220 hectare. Dựa trên các hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á ANTI của CSIS cho biết các hoạt động mà Việt Nam tiến hành bao gồm mở rộng công việc bồi đắp tại 4 thực thể và nạo vét tại 5 thực thể khác. Quy mô của hoạt động bồi đắp mặc dù vẫn còn kém xa so với hơn 3.200 mẫu, gần 1.230 ha đất cho Trung Quốc mở rộng. Từ năm 2013 đến năm 2016 đã lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và cho thấy một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa. Báo cáo viết Việt Nam chưa có phản ứng gì trước những thông tin từ bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ. Báo cáo cho biết phạm vi của hoạt động bồi đắp tại 4 đảo Nam Yết, Phan Vinh, Sơn Ca và Tiên Nữ đã mở rộng đáng kể kể từ khi ANTI ghi nhận hồi tháng 7. Việt Nam bắt đầu nạo vét cho bồi đắp mới tại Nam Yết, Phan Vinh và Sơn Ca từ tháng 10 năm 2021, theo ANTI. Phát hiện của ANTI trong báo cáo mới cho thấy các tin đồn cỡ vừa của Việt Nam tại ba đảo này đang được mở rộng với quy mô lớn, với một mảng nạo vét có khả năng tiếp nhận các tàu lớn hơn được thiết lập tại Nam Yết và Phan Vinh. Cả Nam Yết rộng 47 ha và Phan Vinh rộng 48 ha đều lớn hơn đảo Trường Sa 39 ha, nơi từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Theo ANTI, đá Tiên Nữ, nơi trước đây chỉ có hai cấu trúc đặt ụ súng nhỏ, hiện có 26 ha đất nhân tạo. Báo cáo nói rằng Việt Nam đã dùng tàu nạo vét vỏ sò để xúc các phần của rạn san hô nông và lắng đọng trầm tích để bồi đắp, một quá trình mà theo ANTI ít gây phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt khúc mà Trung Quốc sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét do bồi đắp của Việt Nam trong năm 2022 là đáng kể và cho thấy ý định củng cố lớn các thực thể mà nước này chiếm đóng ở Trường Sa, ANTI nói trong báo cáo. Việc nghiên cứu của Mỹ cho rằng cần phải xem các tiền đồn mở rộng này sẽ có những cơ sở hạ tầng gì, liệu Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền có phản ứng hay không và ở mức độ nào sẽ còn phải chờ xem, báo cáo của ANTI viết. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với cái gọi là đường chín đoạn mà nước này đơn phương đưa ra, nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong vụ kiện của Philippines cách đây 6 năm. Trung Quốc đã thiết lập nhiều tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã bị Mỹ, Việt Nam và nhiều nước phản đối. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các nước trong khu vực bao gồm Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên vùng biển do Thái Nguyên và có tuyến đường thủy quan trọng của thế giới. Một khảo sát của CSIS đưa ra trước đây nói rằng Việt Nam đã âm thầm nâng cấp việc xây dựng các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa nhưng không có ý định quân sự hóa trên vùng Biển Đông như Trung Quốc. Việt Nam hiện đang chiếm cứ khoảng 40 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thể xung quanh quần đảo Trường Sa. Trong số đó, theo ANTI, chỉ có 10 thực thể được gọi là đảo nhỏ, trong khi phần còn lại là các bãi đá ngầm nằm bên dưới mặt nước. Mỹ, Trung Quốc khẩu chiến về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Thưa quý vị, Biển Đông trong thời gian qua đã trở thành một trong những vấn đề quan tâm trong quan hệ Mỹ-Trung với việc Washington bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở khu vực này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9 tháng 8 đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến với chủ đề tăng cường an ninh biển, một lĩnh vực hợp tác quốc tế do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì. Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc khẩu chiến về vấn đề Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp chính thức riêng về chủ đề an ninh biển. Lãnh đạo cấp cao và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an và các tổ chức Liên Hợp Quốc đều cho rằng cần tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, phát huy các sáng kiến khu vực và toàn cầu nhằm tăng cường an ninh biển. Phát biểu tại sự kiện này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích các hành động bắt nạt ở khu vực Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng một cuộc xung đột sẽ có các hậu quả toàn cầu nghiêm trọng đối với an ninh và thương mại. Theo Ngoại trưởng Blinken, nếu một quốc gia không phải đối mặt với các hậu quả khi phớt lờ các quy định hàng hải, thì điều này sẽ làm tăng sự không bị trừng phạt và bất ổn ở mọi nơi.
Ngoại trưởng Blinken cho biết đã có nhiều va chạm nguy hiểm giữa các tàu trên biển và các hành động gây hấn nhằm thúc đẩy các yêu sách hàng hải phi pháp, đồng thời nhấn mạnh Washington quan ngại về các hành động đe dọa và bắt nạt các quốc gia khác trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên biển của mình một cách hợp pháp. Phản ứng trước phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đài Bình đã có cáo buộc Mỹ khuấy lên vấn đề một cách vô cớ, tùy tiện cử máy bay và tàu quân sự hiện đại tới Biển Đông như một hành động khiêu khích và công khai tìm cách gây bất đồng giữa các nước trong khu vực. Ông Đài Bình cũng cho rằng bản thân Mỹ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Biển Đông trong thời gian qua đã trở thành một trong những vấn đề quan tâm trong quan hệ Mỹ-Trung với việc Washington bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở khu vực này. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mới đây, hình ảnh được chụp trong chuyến bay trinh sát trên quần đảo Trường Sa tiết lộ chi tiết về hoạt động tăng cường quân sự trái phép của Trung Quốc trên các bãi đá và rạn san hô ở Biển Đông. Những bức ảnh đặc biệt về các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đã cho ta cái nhìn chi tiết nhất về những gì mà Trung Quốc đang ngấm ngầm thực hiện bất chấp luật pháp quốc tế. Tại đây, hàng loạt công trình quân sự đang xây dựng tràn ngập các hệ thống phòng thủ. Trung Quốc đã dành hơn một thập kỷ để biến một loạt đảo san hô và rạn san hô hẻo lánh trong khu vực thành các căn cứ quân sự rất phát triển. Hiện được trang bị súng hải quân, hệ thống phòng không, hệ thống radar, tàu tấn công và nhà chứa máy bay có khả năng nơi ở của hàng chục máy bay chiến đấu. Chuyên gia an ninh hàng hải Jay Batobakhan, người đã xem xét các bức ảnh do phóng viên ảnh Jera của Getty Images cho biết, một số phương tiện quân sự máy bay, thuyền tên lửa và xe tải phóng tên lửa cho thấy chúng đang hoạt động tích cực như một căn cứ vũ trang cho tình báo, giám sát và trinh sát. Trong số các phương tiện quân sự được trang tin quốc phòng The Wall Street Journal xác định dựa trên phân tích ban đầu về các bức ảnh, có hai tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ hai thân Type-022 lớp Hornsby Midship được cho là có thể mang tới 8 chiếc tên lửa chống hạm siêu âm YJ-83 cùng với pháo loại 30mm HPG-13 Gatling gắn ở mũi tàu, mặc dù kích thước tương đối nhỏ, một chiếc khác là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 trên Katingan, chứa thập lửa. Ít nhất hai khoang chứa phương tiện khổng lồ cũng đã được xây dựng đủ lớn để che giấu các bệ phóng di động được thiết kế để bắn tên lửa chống hạm, phòng không và tên lửa đạn đạo có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Các bãi cạn và rạn san hô từng là yên bình trong khu vực Biển Đông đã trở thành vùng lãnh thổ tranh chấp gay gắt khi nhiều quốc gia đưa ra yêu sách đối với những khu vực này. Ngoài việc là lãnh thổ địa lý, những khu vực này cũng rất quan trọng đối với quốc phòng từ góc độ quân sự và tiếp cận từ khía cạnh kinh tế. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là nơi thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam, được luật pháp quốc tế thế giới công nhận. Nhưng từ lâu, Trung Quốc vẫn ngang nhiên thể hiện sự thống trị của mình bằng cách xây dựng các đảo nhân tạo và trang bị cho các khu vực nằm trong vùng biển tranh chấp này. Theo báo cáo của The Drive, Trung Quốc đã xây dựng các tiền đồn tại nhiều địa điểm trong khu vực, cụ thể là tại rạn san hô Calderon, rạn san hô Johnson, rạn san hô Huguet, rạn san hô Gaven, khu vực phía bắc và nam của đá Vành Khăn, cũng như rạn san hô Subi và san hô Fiery Cross Deep. Ngoài ra, còn có các tiền đồn khác trong khu vực không thuộc về Trung Quốc. Nhưng những hình ảnh cho thấy, việc xây dựng trên những hòn đảo này không khác gì một doanh trại quân sự và một vài khí tài trang bị. Các tòa nhà nhiều tầng và đường băng trải dài khắp các hòn đảo này phô trương khả năng lưu trữ lớn có thể được đưa vào sử dụng trong trường hợp leo thang trong khu vực. Trong khi những phát triển này có thể nhìn thấy được từ các hình ảnh vệ tinh được chụp trong khu vực, các hình ảnh trên không cung cấp mức độ chi tiết lớn hơn về các công trình này. Ví dụ, rạn san hô Calderon cho thấy các ụ súng được tạo ra trên một loạt các tháp có chiều cao tăng dần, được hỗ trợ bởi một radome lớn sẽ đặt hệ thống trên đường chân trời.
thiết bị này có thể được triển khai để chống lại một loạt các mối đe dọa, chẳng hạn như máy bay không người lái, tên lửa hành trình cũng như các tàu tiếp cận hòn đảo. Tại Fiery Cold Reef, có một đường băng đã hoàn thiện được bao quanh bởi các nhà chứa máy bay và một loạt các cấu trúc mái vòm và radar. Một cấu trúc giống như nhà để xe gần đó có thể được sử dụng để chứa và triển khai nhanh chóng các thiết bị vận chuyển, lắp, dựng, phóng theo, có thể tấn công các mục tiêu trên không, dưới nước hoặc trên mặt đất. The Drive cho biết trong báo cáo của mình. Các căn cứ là một phần của lãnh thổ mà Trung Quốc gọi là đường chín đoạn bằng cách kiểm soát vùng biển. Trung Quốc nhắm đến việc thể hiện quyền lực đối với các nước láng giềng cũng như các ngư trường màu mỡ và các tuyến đường vận chuyển mà hàng hóa trị giá 5 triệu đô la đi qua mỗi năm. Tuy nhiên, các tuyên bố của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và đã bị một tòa án trọng tài quốc tế bác bỏ. Với những công trình xây dựng phức tạp được nhìn thấy trên các quần đảo nhân tạo của mình, Trung Quốc thể hiện một biện pháp răn đe vững chắc đối với những kẻ thách thức các tuyên bố của họ và có thể nhanh chóng đóng cửa hoặc ít nhất là thách thức trực tiếp bất kỳ hoạt động nào trong khu vực bị đe dọa kích hoạt. Tất cả các khả năng có thể được triển khai trên và xung quanh các tiền đồn trên đảo của nó, The Wall Street cho biết. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam gồm nhiều đảo đá san hô nhỏ và rất nhỏ ở giữa Biển Đông. Chính phủ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo từ lâu, ít nhất là từ thế kỷ 17. Nhà nước Việt Nam là quốc gia đầu tiên với tư cách nhà nước đã thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo một cách hòa bình, thực sự và liên tục qua tất cả các thời kỳ, kể từ khi hai quần đảo này chưa thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Việc tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo này là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng được các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ. Cho đến nay, Trung Quốc đã bồi đắp và quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa cùng với 7 cấu trúc địa lý mà họ cũng chiếm giữ bằng vũ lực tại Trường Sa. Họ muốn sử dụng các cấu trúc này thành căn cứ để có thể phục vụ cho mưu đồ độc chiếm được Biển Đông. Tuy nhiên, các hành động đi ngược lại với luật pháp quốc tế như vậy sẽ không bao giờ được Việt Nam cũng như thế giới công nhận. Reuters mới đây đưa tin Việt Nam đã mở rộng đáng kể việc nạo vét và bồi đắp tại một số tiền đồn của nước này ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, gửi đi tín hiệu về ý định củng cố đáng kể các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển đang tranh chấp. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Washington cho biết, việc bồi đắp nạo vét này của quần đảo Trường Sa cũng được Trung Quốc và các nước khác tuyên bố chủ quyền, đã tạo ra khoảng 170 hectare đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã khai khoang trong khoảng thập kỷ qua lên 220 hectare. Dựa trên những hình ảnh vệ tinh thương mại, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á ANTI của CSIS nói, nỗ lực này của Việt Nam bao gồm mở rộng việc bồi đắp tại 4 thực thể và nạo vét mới tại 5 thực thể khác. Quy mô của công việc bồi đắp mặc dù vẫn còn thua xa so với hơn 3.200 ha đất do Trung Quốc tạo nên từ năm 2013 đến năm 2016, nhưng mức độ lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và thể hiện một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của mình ở Trường Sa, báo cáo cho biết. Đại sứ quán Việt Nam tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu đưa ra bình luận để báo cáo. ANTI cho biết các tiền đồn cỡ vừa của Việt Nam tại đảo Nam Yết, đảo Phan Vinh và đảo Sơn Ca đang được mở rộng quy mô lớn với một cảng có khả năng đón được các tàu lớn hơn đã hình thành tại Nam Yết và Phan Vinh. Đảo Nam Yết rộng 47 ha và dạng san hô Phan Vinh rộng 48 ha đều lớn hơn đảo Trường Sa rộng 39 ha từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Bản báo cáo cho biết đá tiên nữ nơi trước đây chỉ có hai công trình nhỏ, nhà lâu bền và nhà văn hóa đa năng giờ đã mở rộng lên 26 ha đất nhân tạo. ANTI cho biết Việt Nam đã sử dụng tàu nạo vét trên biển để nạo vét các dạng san hô nông và vùng trầm tích để bồi lấp. Một quá trình ít mang tính phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt khúc thủy lực mà Trung Quốc đã sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét và bồi đắp của Việt Nam vào năm 2022 là đáng chú ý và báo hiệu ý định củng cố đáng kể các thực thể mà Việt Nam chiếm đóng ở Trường Sa. Báo cáo cho biết, cần chờ xem sẽ có các cơ sở hạ tầng nào trên các tiền đồn mở rộng này. Trung Quốc và các bên yêu sách khác có phản ứng hay không sẽ còn cần được theo dõi, báo cáo ghi. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông và đã thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng ở đó. Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở vùng biển có các tuyến đường hàng hải quan trọng và chứa các mỏ khí đốt cũng như ngư trường phong phú. Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc. Thưa quý vị, cuộc tập trận Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có sự tham gia của lục quân, không quân, hải quân, thủy quân lục chiến Mỹ cùng các lực lượng vũ trang Anh, lực lượng phòng vệ Australia và lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
khoảng 36 tàu, trong đó có cả tàu sân bay và tàu ngầm, tham gia cuộc tập trận với nhiều hoạt động huấn luyện như đổ bộ trên không, trên biển và trên mặt đất, cũng như các chiến dịch trên không và trên biển. Giới phân tích cho rằng các cuộc tập trận quy mô lớn này là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, cũng như thể hiện sức mạnh trước Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang trong nhiều vấn đề như thương mại, công nghệ, tấn công mạng, dịch COVID-19. Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại việc Biển Đông sẽ trở thành điểm nóng giữa các cường quốc khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và Bắc Kinh cũng có thái độ ngày càng gây hấn ở Biển Đông. Ấn Độ vừa qua cũng tuyên bố điều tàu chiến tới Biển Đông trong nhiệm vụ kéo dài 2 tháng, trong đó có tham gia các cuộc tập trận với Mỹ, Nhật Bản và Australia, các nước thuộc Bộ Tứ Kim Cương cùng New Delhi. Theo Brett Goldsman, giáo sư tại Trung tâm Hoạch định Chiến lược Đại học Tama, Nhật Bản, cuộc tập trận gửi đi thông điệp rõ ràng về khả năng và sự sẵn sàng của Mỹ trong khu vực, cũng như các cam kết của Mỹ với đồng minh và đối tác nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định của khu vực. Đó cũng là thông điệp gửi tới Trung Quốc cũng như các đối thủ khác rằng Mỹ và các đối tác an ninh luôn cảnh giác và có đủ năng lực. Không nước nào muốn một cuộc đối đầu hay xung đột. Tuy nhiên, một cuộc đối đầu hay xung đột có thể xảy ra nếu có sự tính toán sai lầm hoặc có sự việc ngoài ý muốn, ông Goldsman cho biết. Thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn hiện nay, chính quyền Biden muốn thể hiện cả với các đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như các đối thủ rằng Mỹ không thu mình hay rút khỏi cam kết đối với an ninh khu vực. Nhật Bản, Australia, Mỹ hay Ấn Độ đều không có lợi ích khi để Trung Quốc biến Biển Đông hay biển Hoa Đông thành các vùng biển của Trung Quốc, và đây là lý do những nước này tham gia vào đối tác chiến lược nhằm đẩy lùi sự mở rộng quân đội của Trung Quốc. Ông Jimmy Davison, giáo sư về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Monash ở Australia nhấn mạnh. Biển Đông đang trong tình trạng căng thẳng tột độ sau loạt hành động tuyên bố phi lý của Trung Quốc về chủ quyền tại vùng biển này. Châu Á nói riêng và thế giới nói chung đang vô cùng bức xúc bởi tuyên bố phi lý của Trung Quốc tại 92% Biển Đông. Đặc biệt là hành động xây dựng các căn cứ quân sự trái phép, ảnh hưởng đến an ninh toàn khu vực. Đối với các quốc gia ở châu Á, đặc biệt là những nước có tranh chấp trên Biển Đông, Trung Quốc đang gia tăng đe dọa quân sự, không chỉ là áp lực kinh tế, áp bức ngoại giao, không chỉ sử dụng lực lượng dân quân, hàng hải, mà còn sử dụng cả lực lượng không quân PLA nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Đơn cử như việc Trung Quốc tiếp tục có những hành động cưỡng ép như đe dọa tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của chính Việt Nam, triển khai hàng chục máy bay quân sự vào không phận của Malaysia hay bắn vòi rồng để chặn tàu tiếp tế của Philippines lên đường đến bãi Cỏ Mây hồi năm ngoái. Biển Đông là vùng biển rộng lớn với nhiều quốc gia có bờ biển xung quanh và được khẳng định chủ quyền theo luật pháp quốc tế bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Trung Quốc. Đồng thời Biển Đông cũng là vùng biển quốc tế quan trọng mà nhiều quốc gia có lợi ích tại đây. Do vậy, việc ngăn chặn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia. Mới đây, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản NIDS vừa công bố báo cáo an ninh cho biết xu hướng quân sự của Trung Quốc trong năm 2023 với tiêu đề Nhiệm vụ kiểm soát lĩnh vực nhận thức và các tình huống vùng xám của Trung Quốc. Theo NIDS, cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ chính sách an ninh và xu hướng quân sự của Trung Quốc. Công chúng Nhật Bản ngày càng nhận thức được tác động to lớn từ sức mạnh quân sự đang ngày càng trỗi dậy của Trung Quốc, theo đó có thể tác động rất lớn đến an ninh của Nhật Bản. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã trở thành một đối tác kinh tế quan trọng đối với Nhật Bản và các nước Đông Á khác. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cho phép Trung Quốc tăng gấp bội chi tiêu quân sự và tiến tới hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Và công bố báo cáo an ninh Trung Quốc năm 2023, NIDS khẳng định Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng thông qua các biện pháp phi quân sự, chẳng hạn như truyền bá thông tin có lợi cho đất nước trên mạng xã hội. Báo cáo có đoạn Bắc Kinh đang sử dụng các biện pháp phi quân sự, chẳng hạn như các hoạt động gây ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý và nhận thức hay các tình huống vùng xám trên biển. Vậy Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động miền nhận thức và hoạt động vùng xám hàng hải như thế nào? Báo cáo đã chỉ ra 3 bước đi quan trọng của Trung Quốc dẫn đến việc gia tăng sử dụng các biện pháp phi quân sự, bao gồm các cải cách quân sự của Chủ tịch Tập Cận Bình để tạo ra một cơ chế Trung Quốc trực tiếp kiểm soát PLA, thành lập lực lượng hỗ trợ chiến lược SSF, cơ quan giám sát tác chiến mạng và điện tử, tác chiến tâm lý và nhận thức, đặt lực lượng hải cảnh CCG dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của quân đội Trung Quốc.
Những cải cách quân sự của Tập Cận Bình đã thúc đẩy việc tái cấu trúc các tổ chức quân đội Trung Quốc và trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo của Đảng đã được củng cố. Người ta nhấn mạnh nhiều hơn vào sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào việc thực hiện chế độ trách nhiệm chủ tịch của Quân ủy Trung ương CMC và các cấp ủy đảng trong quân đội. Hơn nữa, quản trị quân sự thông qua luật pháp và các quy tắc được nhấn mạnh, sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường không chỉ đối với Quân đội Nhân dân PLA mà còn đối với các tổ chức quân đội khác, mà các cơ chế đang được phát triển để phối hợp giữa quân đội và các chủ thể chính phủ khác. Các biện pháp này cũng được phát triển như một ứng phó đối với các hình thức xung đột hiện đại vốn tích cực sử dụng các biện pháp phi quân sự. Đối với các hoạt động gây ảnh hưởng, lực lượng hỗ trợ chiến lược SSF được thành lập. SSF xuất hiện không chỉ để tích hợp các chức năng liên quan đến mạng, phủ điện tử và không gian bên ngoài mà còn tham gia sâu vào cuộc đấu tranh cho tâm lý và miền nhận thức. Đối với các hoạt động vùng xám, Cảnh sát Vũ trang Nhân dân PAP và CCG đã được tổ chức lại. PAP được đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, trong khi CCG trở thành cấp dưới của PAP và đến lượt nó cũng được đặt dưới sự lãnh đạo của PLA. Kết quả của việc tổ chức lại, PAP chuyên trách duy trì an ninh công cộng trong thời bình và đóng góp dễ dàng hơn đối với các hoạt động chung của PLA trong tình huống bất ngờ, gia tăng các hoạt động gây ảnh hưởng. Đây là bước thứ hai trong chiến dịch phi quân sự hóa của Trung Quốc. Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự gắn liền với các hoạt động gây ảnh hưởng tổng thể của Đảng dưới danh nghĩa chiến đấu trong lĩnh vực tâm lý và nhận thức. Đối với Trung Quốc, cuộc đấu tranh giành thông tin và ảnh hưởng là cuộc đấu tranh cho an ninh, ý thức hệ và thống trị với phương Tây. PLA có truyền thống nhấn mạnh chiến tranh tâm lý và gần đây là tam chiến chiến tranh dư luận, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý. Ngoài ra, sự ra đời gần đây của trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ mới nổi khác đã dẫn đến việc khám phá chuyển sang chiến tranh thông minh hoàn toàn, thúc đẩy các công nghệ. Trong bối cảnh đó, khái niệm hoạt động trong lĩnh vực nhận thức nổi lên như một phần mở rộng của chiến tranh tâm lý. Một ví dụ dễ thấy nhất về các cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tâm lý và nhận thức là các hoạt động gây ảnh hưởng chống lại Đài Loan. Chúng bao gồm lan truyền tin giả qua không gian mạng và các kết nối cá nhân. Bên cạnh việc tiếp cận với người Đài Loan, người dân bao gồm cả các thành viên của quân đội, các hoạt động gây ảnh hưởng của Đảng và PLA có phạm vi rộng và thể hiện một đe dọa Đài Loan. Thứ ba, Trung Quốc tạo ra các tình huống vùng xám trên biển. Trung Quốc đã cố gắng thay đổi nguyên trạng thông qua các cuộc xung đột cường độ thấp trong lĩnh vực hàng hải để tránh chiến sự và tạo thế trận có lợi. Trung Quốc sử dụng hải quân PLA như một lực lượng răn đe, đồng thời sử dụng cơ quan thực thi pháp luật của lực lượng hải cảnh và lực lượng dân quân biển để quản lý cường độ tranh chấp, để không dẫn đến xung đột vũ trang, trái lại gây áp lực lên đối phương, từ đó từng bước mở rộng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Các nhiệm vụ cụ thể của lực lượng dân quân biển được xem xét như sau. Một là lực lượng dân quân biển tận dụng lợi thế về số lượng và trang bị lớn, có nhiệm vụ chủ yếu là khẳng định các quyền và lợi ích trên biển, hay là lực lượng dân quân biển đóng vai trò trung gian giữa quân đội, các tổ chức hành chính và khu vực dân sự. Ngoài ra, so với lực lượng hải cảnh và PLA, các đơn vị của lực lượng dân quân biển đóng vai trò ở vùng nước nông, có thể vận hành các tàu nhỏ hơn nhưng cơ động hơn, đồng thời có thể tiến hành nhiều hoạt động giám sát với nhiều tàu cá. Chính phủ Trung Quốc có thể tin rằng việc huy động lực lượng dân quân biển có thể kiểm soát sự leo thang của một cuộc khủng hoảng, kiềm chế kẻ thù, tránh các cuộc giao tranh quân sự và mở rộng sự kiểm soát hiệu quả của Trung Quốc. Để trở thành một cường quốc biển, đồng thời duy trì và mở rộng các quyền và lợi ích trên biển, chế độ Tập Cận Bình đã nỗ lực phối hợp với các chủ thể trên biển, cụ thể là Hải quân PLA, CCG và lực lượng dân quân biển, dựa trên các khái niệm về cảnh sát quân sự, dân sự và hành động chung 5 trong 1. Hơn nữa, bằng cách tích hợp chuỗi chỉ huy của CCG và lực lượng dân quân biển và quân đội và tăng cường trang thiết bị cho các đơn vị này, Trung Quốc đã cải thiện khả năng hoạt động vùng xám của mình ở các khu vực tranh chấp để tăng cường khả năng hoạt động trong các tình huống vùng xám. Như vậy, Trung Quốc đã mở rộng các tiền đồn của mình ở các vùng biển tranh chấp mở rộng và trang bị vũ trang cho các tàu của lực lượng hải cảnh, đồng thời tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng dân quân biển. Trung Quốc thể hiện rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, họ sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự vào thời điểm này vì Trung Quốc không muốn làm xấu đi hình ảnh của mình với thế giới. Do đó, Trung Quốc đang sử dụng tam chủng chiến pháp để thực hiện ý đồ ngang ngược của mình.
Năm 2011, các nhà nghiên cứu Việt Nam đề xuất công thức 3C hay còn gọi là Tam Công Pháp, bao gồm công khai, công luận và công pháp để đối lại với tam chủng chiến pháp. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Vĩnh Trương, chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, tác giả cuốn sách Bàn về Trung Quốc trỗi dậy, nhận định tam công chiến pháp như nêu trên là đúng nhưng chưa đủ khi Trung Quốc cho các hoạt động vùng xám phối hợp với tam chủng chiến pháp ở Biển Đông. Ngoài ra, tam chiến này đã trở thành nhiều chủng loại chiến pháp khác, cho nên đối phó với chúng thì cần phải mở rộng ra hơn nữa một cách khôn khéo. Đầu tiên là phải có một đội ngũ thực thi pháp luật biển đủ mạnh để có thể ngăn chặn và đối phó một cách tương xứng với các lực lượng gây hấn từ Trung Quốc, xây dựng cho quốc gia mình như một con cá độc để tránh là nạn nhân của cá lớn nuốt cá bé. Trung Quốc và Nga gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ và đồng minh. Thưa quý vị, theo chuyên gia Kassin, quan hệ đối kháng của Nga và Trung Quốc với Mỹ cùng mối lo ngại chung về tình hình bất ổn tại Trung Á vốn được coi là sân sau của Moscow nhưng đang chứng kiến sự hiện diện kinh tế ngày càng gia tăng của Bắc Kinh đã khiến quân đội hai nước xích lại gần nhau hơn. Nga và Trung Quốc đang gửi tín hiệu mạnh mẽ với Mỹ về khả năng tương tác và sẵn sàng phối hợp của hai nước, đóng vai trò như một biện pháp răn đe. Các cuộc tập trận chung có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng với Trung Quốc, quốc gia chưa từng tham gia vào bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào kể từ những năm 1980, trong khi đối tác Nga đã tiến hành một loạt hoạt động quân sự tại nhiều khu vực, từ Bắc Caucasus và Georgia đến Ukraine và Syria. Chuyên gia Kassin lưu ý, tập trận chung với Nga mang lại cho Trung Quốc rất nhiều lợi ích vì quân đội Nga đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu không ngừng nghỉ trong vài thập kỷ qua. Richard Wade, thành viên cấp cao của Viện Hudson tại Washington cho rằng những hoạt động thường xuyên như vậy đã trở thành công cụ nền tảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương mà không cần thiết lập một liên minh quân sự chính thức. Trước đó, các quan chức Nga và Trung Quốc đã bác bỏ ý tưởng thành lập một liên minh quân sự giữa hai nước. Các cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng hoạt động độc lập, giúp họ học hỏi các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình mới. Chuyên gia Richard Gray nhận định trong một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố vào tháng 7 năm 2021. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc không chỉ trở nên thường xuyên hơn mà còn phức tạp hơn và vượt ra ngoài biên giới của mỗi nước. Trước đó, hai bên đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở Địa Trung Hải, sân sau của NATO, và hai năm sau đó, các hoạt động tương tự đã diễn ra ở Biển Đông và Biển Baltic, vốn là hai điểm nóng địa chính trị. Kể từ năm 2018, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu tham gia các cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn hơn, được thiết kế để giúp các chỉ huy cấp cao của mỗi nước phối hợp với nhau. Theo ông Richard Wade, hai bên nhiều khả năng sẽ mở rộng hơn nữa các cuộc tập trận chung để thực hành nhiều nhiệm vụ mới và phối hợp với nhiều đối tác hơn tại một số khu vực như Vịnh Ả Rập, Ấn Độ Dương hay Châu Phi. Mặc dù Nga và Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng các cuộc tập trận chung không nhắm vào bất cứ bên thứ ba nào, nhưng Mỹ và đồng minh vẫn theo dõi chặt chẽ với thái độ đầy hoài nghi. Ông James Brown, phó giáo sư tại Đại học Temple ở Tokyo, đánh giá các quốc gia như Nhật Bản, vốn có tranh chấp lãnh thổ với cả Trung Quốc và Nga, rất lo ngại trước xu hướng hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Bắc Kinh và Moscow. Sự tăng cường hợp tác về quân sự giữa Nga và Trung Quốc ở trên biển, trên đất liền cũng như những thông báo liên quan đến các vụ phóng tên lửa đạn đạo đã khiến Nhật Bản lo ngại. Tình huống xấu nhất với Tokyo là việc Nga và Trung Quốc thành lập liên minh quân sự và hỗ trợ lẫn nhau nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. Bên cạnh đó, cũng cần phải xem xét liệu sự tham gia của Trung Quốc trong cuộc tập trận JAPAT 2021 do Nga dẫn đầu, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Belarus và Nga, có thể làm dấy lên cảnh báo từ phía NATO hay không. Trong bất cứ trường hợp nào, Mỹ có thể viện dẫn các cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc để nhắc nhở châu Âu về tầm quan trọng của việc coi Trung Quốc như một mối đe dọa quân sự hoặc ít nhất là một nhân tố luôn ủng hộ Nga, ông Wade nhận định. Tuần qua, Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương-Trung Á và không phổ biến hạt nhân của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần về nhận thức và giải quyết các thách thức ở tiểu vùng sông Mekong. Báo cáo tại phiên điều trần này là ba chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về khu vực, trong đó có ông Greg Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Trước đó, ông đã có phát biểu trước Hạ viện Mỹ tập trung vào ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia và những khó khăn mà nó đã gây ra cho lợi ích của Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực và thậm chí là cả Campuchia.
Theo ông, không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai khi biết rằng Campuchia là một quốc gia Đông Nam Á mà ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế và chính trị rõ ràng nhất, và gần đây là ảnh hưởng của quân sự. Vì vậy, một quan tâm lớn nhất đối với Hoa Kỳ vào lúc này là dấu chân quân sự của Trung Quốc tại căn cứ Hải quân Rim ngày càng tăng đậm hơn. Căn cứ Hải quân Rim là một căn cứ hải quân của Campuchia trên vịnh Thái Lan đang được hiện đại hóa và mở rộng nhanh chóng bằng cách sử dụng kinh phí của Trung Quốc và có lẽ là cả công nhân xây dựng Trung Quốc. Và khoảng một nửa căn cứ dường như đã được chia cho Trung Quốc sử dụng độc quyền. Chính phủ Hoa Kỳ đã thấy một thỏa thuận bí mật giữa chính phủ Campuchia và chính phủ Trung Quốc vào năm 2019, nói rằng một nửa căn cứ sẽ được trao cho Trung Quốc để sử dụng độc quyền, và đó là một quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong nhiều năm. Ngoài ra, một cơ sở khác có liên quan mà Hoa Kỳ cũng quan tâm là đường băng Darasako. Đường băng này là một phần của khu nghỉ dưỡng Darasako đang được phát triển bởi Tập đoàn Phát triển Liên minh Thiên Tân, một công ty tư nhân của Trung Quốc. Đó là thực thể tư nhân trên danh nghĩa nhưng có liên kết rất chặt chẽ với PLA, quân đội Trung Quốc. Đường băng trong khu nghỉ dưỡng này nằm ở phía bên kia của vịnh Rim. Campuchia đã dọn dẹp và dỡ bỏ một cơ sở hải quân do Hoa Kỳ viện trợ tại căn cứ hải quân Rim, chuyển chúng đến một địa điểm xa hơn và ít được sử dụng hơn. Sau đó, khu vực này đã được Trung Quốc tài trợ để xây dựng một căn cứ lớn hơn. Khi ông đánh giá và phân tích về động thái này của Campuchia và Trung Quốc, nếu nhìn vào vị trí của eo biển Malacca, vị trí của căn cứ hải quân Rim của Campuchia trên toàn bộ bản đồ hải quân của Trung Quốc ở Đông Nam Á, kể cả các căn cứ hải quân ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, chúng ta có thể nhận ra Rim có vai trò rất lớn. Đối với Campuchia, dường như mục đích của họ khi thực hiện những dự án này là tiền bạc. Các bạn biết đấy, nhận được tiền của Trung Quốc để xây dựng căn cứ là có ý nghĩa về mặt kinh tế nếu hải quân Campuchia muốn có một cơ sở lớn hơn. Ngoài ra, dự án cũng phản ánh vai trò rộng lớn hơn của Trung Quốc trong nền kinh tế Campuchia vào thời điểm này. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia hàng năm. Đó là đối tác thương mại lớn nhất SEZ, đặc khu kinh tế, đặc biệt là Sihanoukville SEZ, về cơ bản là các vùng đất của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc hiện đang thực hiện một mức độ ảnh hưởng kinh tế và chính trị đáng kể đối với việc ra quyết định ở Campuchia. Điều này có thể giúp giải thích lý do tại sao họ được độc quyền tiếp cận căn cứ hải quân Rim. Mặc dù thực tế là hiến pháp Campuchia rõ ràng cấm sự hiện diện quân sự thường trực của nước ngoài, chính phủ Campuchia ít nhất có vẻ lúng túng vì điều này. Đó là lý do tại sao các quan chức Campuchia liên tục thay đổi cách giải thích của họ về dự án. Khi câu chuyện này mới được khơi ra vào năm 2019 và 2020, các quan chức Campuchia luôn nói rằng tất cả điều này là sai và không có thỏa thuận nào với Trung Quốc. Và rồi sau khi họ phá bỏ các cơ sở do Mỹ viện trợ xây dựng tại Rim vào giữa năm 2020, cuối cùng họ nói, thôi được rồi, Trung Quốc đang xây dựng cái gì đó, nhưng Trung Quốc sẽ không sử dụng chúng, nó chỉ dành cho chúng tôi. Như vậy, những giải thích của họ đã liên tục thay đổi. Tại sao Trung Quốc muốn căn cứ hải quân này? Tôi nghĩ nó giúp bổ sung việc bành trướng sự hiện diện quân sự mà Trung Quốc đã xây dựng ở Biển Đông bằng cách sử dụng các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Nếu đứng một mình, căn cứ hải quân này tự nó thực sự không có nhiều ý nghĩa đối với Trung Quốc. Nếu các bạn đặt một cây thước xuống bản đồ và đánh giá khoảng cách từ căn cứ hải quân Rim ở Campuchia đến eo biển Malacca, nơi mà Trung Quốc hết sức quan tâm, thì đó là khoảng cách tương đương với khoảng cách từ căn cứ của Trung Quốc đến đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa tới Malacca. Vì vậy, khía cạnh hải quân không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn là các thiết bị cảm biến radar và thông tin liên lạc mà Trung Quốc có thể đưa vào Rim. Những thứ sẽ cho phép Trung Quốc giám sát hoạt động ở Vịnh Thái Lan, ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và thậm chí là có thể ở phía Đông Ấn Độ Dương, nơi sẽ có rất hữu ích cho Trung Quốc cả trong việc theo dõi những gì Việt Nam đang làm và cả những gì Hoa Kỳ đang làm trong các mối liên minh và các cuộc tập trận chung với người Thái và người Malaysia. Một điều quan trọng khác là đường băng Darasako mà tôi đã đề cập không phải là một phần của căn cứ hải quân Rim, nhưng ở gần đó dường như được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự. Đó là một đường băng cấp quân sự rất dài và thực sự có thể giúp ích cho Trung Quốc khá nhiều. Một, nó là sẽ cho phép Trung Quốc phóng máy bay tuần tra trên vịnh Thái Lan. Thứ hai, nó sẽ cung cấp cho các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cái gọi là đường băng phụ, tức là một đường băng mà họ có thể hạ cánh nếu cần, nếu họ gặp rắc rối. Điều này rất quan trọng đối với hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm cần một đường băng chuyển hướng gần đó, phòng trường hợp máy bay bị lạc. Nếu máy bay có một vấn đề với các cảm biến, bạn sẽ không muốn máy bay của mình phải đâm xuống biển.
nhưng không giống như Mỹ, Trung Quốc có nhiều bạn bè và đồng minh, không có nhiều nơi có thể cho máy bay chiến đấu Trung Quốc hạ cánh. Campuchia có thể là một trong những nơi đó. Theo ông, Việt Nam nên lo lắng hơn Mỹ về các thiết bị căn cứ hải quân của Trung Quốc, bởi vì trong thời bình, chúng cho phép Trung Quốc theo dõi mọi việc Việt Nam làm ở miền Nam. Nó sẽ cho phép Trung Quốc giám sát tất cả các hoạt động của hải quân, không quân Việt Nam ở bất cứ đâu ở miền Nam, bất cứ nơi nào ở Vịnh Thái Lan. Nó có khả năng sẽ phóng thử những máy bay tuần tra có thể bay vòng quanh bờ biển Việt Nam. Tất cả những điều này cần được quan tâm và nó mang lại cho Trung Quốc một cứ điểm tấn công giả định khác trong trường hợp xảy ra xung đột. Vì vậy, Việt Nam sẽ không phải lo lắng về biên giới phía Bắc, nơi đã là mối quan tâm hàng đầu của họ. Và mối quan tâm thứ hai là Hoàng Sa. Tại cuộc họp báo thường kỳ mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Campuchia và Trung Quốc động thổ dự án cải tạo căn cứ hải quân Rim ở vịnh của Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam luôn mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên toàn thế giới. Đồng thời, việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Theo báo Khmer Times của Campuchia, dự án cải tạo căn cứ hải quân Rim đã bắt đầu các công việc đầu tiên sau lễ khởi công một ngày trước đó. Đây là một phần trong khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Campuchia. Ngoài cải tạo và mở rộng các tòa nhà trong căn cứ Dream, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ nâng cấp các tàu chiến của Phnom Penh, xây các cầu cảng, nâng cấp các ổ sửa chữa trong căn cứ và bệnh viện. Dân, quân, y. Căn cứ hải quân Dream nhỏ, do đó chúng tôi cần nâng cấp căn cứ để bảo vệ quốc gia, lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi. Dự án hiện đại hóa căn cứ hải quân Dream là một chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia phù hợp với sách trắng mà Bộ Quốc phòng đã công bố. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thiệp Banh phát biểu, các hoạt động liên quan của Trung Quốc tại căn cứ Dream luôn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Hồi đầu tuần này, Washington Post của Mỹ dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ Bắc Kinh đang xây dựng một căn cứ bí mật cho quân đội nước này tại Dream. Phnom Penh đã bác bỏ các thông tin trên và nhấn mạnh lập trường của nước này là không để nước nào đóng quân trên lãnh thổ của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Campuchia lên tiếng về các tin đồn liên quan đến hoạt động của Trung Quốc tại nước này. Có thời điểm, Phnom Penh đã mời các nhà báo quốc tế đến căn cứ Dream để tham quan chứng minh không có quân đội Trung Quốc tại đây. Bắc Kinh nằm trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Campuchia, tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng. Năm 2021, bất chấp dịch COVID-19, đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia vẫn tăng 67% theo số liệu của Hội đồng Phát triển Campuchia công bố vào hồi tháng 5 năm nay. Học giả Nga đanh thép bác bỏ lập luận phi lý của Trung Quốc về Biển Đông. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm ngày Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc, hai học giả Nga có bài viết đăng trên Internet, trong đó họ bác bỏ các lập luận sai trái của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Vừa qua, trang tin của Hội đồng các vấn đề đối ngoại Russian Costume cho RU đăng bài viết với nhan đề Kỷ niệm phán quyết Tòa trọng tài về Biển Đông, nơi giao thoa của địa chính trị và luật pháp quốc tế của tiến sĩ Alexander Karakov và tiến sĩ Irina Chernikova, trường kinh tế cao cấp. Bài viết điểm lại cuộc chiến pháp lý của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc và các yêu sách của nước này ở Biển Đông, việc thực thi và triển vọng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng luật pháp quốc tế. Bài viết nêu kết quả trong vụ kiện của Philippines với Trung Quốc về các yêu sách của nước này ở Biển Đông. Theo đó, tòa trọng tài phán quyết rằng các yêu sách của Trung Quốc đối với quyền lịch sử và quyền tài phán của nước này đối với các khu vực biển ở Biển Đông là trái với Công ước Luật Biển năm 1982, là bất hợp pháp và vượt quá ranh giới địa lý và thực chất các quyền của Trung Quốc. Theo đó, các quyền lịch sử được Trung Quốc sử dụng như một công cụ pháp lý trong tranh chấp về quyền sở hữu các vùng lãnh thổ của Biển Đông chỉ được coi là tập quán pháp lý. Tuy nhiên, tập quán này chưa được coi là một nguồn luật bởi Trung Quốc đã không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc áp dụng lâu dài và có hệ thống của tập quán này. Bài phân tích khẳng định các lý lẽ Trung Quốc sử dụng không được phản ánh trong các quy tắc của luật pháp quốc tế và do đó không thể được coi là lý do biện minh cho việc không thi hành phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Bài viết cũng khẳng định rằng Công ước Luật Biển năm 1982 có tính ràng buộc và là nguồn luật tối cao về mặt pháp lý quốc tế đối với tất cả các bên ký kết, trong đó có Trung Quốc. Bài viết nêu quan điểm và phản ứng của ASEAN trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông, cũng như cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc. Các tác giả nhấn mạnh
các nước ASEAN đã tích cực thảo luận về sự cần thiết phải đàm phán để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Bài viết nêu những khác biệt về cách giải thích bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, về quan điểm ràng buộc pháp lý như lập trường của một số nước ASEAN hay quan điểm phiến diện như Trung Quốc mong muốn. Hệ quả của việc trì hoãn bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông đã gây ra xung đột pháp lý quốc tế ở khu vực này hơn 10 năm. Kết thúc bài viết, các tác giả nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp giữa các bên ở Biển Đông, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, khẳng định Công ước có tính ràng buộc pháp lý cao nhất cho tất cả các bên ký kết, cũng như phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế. Trên trang 3163.com của Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết nói về khả năng Việt Nam sẽ mua chiến đấu cơ F-16 từ Hoa Kỳ. Bài viết cho rằng quân đội Việt Nam sẽ chi 1,5 tỷ đô để mua 2 phi đội. Từ đó, bài báo đưa ra những nhận định về sự ảnh hưởng tới Trung Quốc nếu Việt Nam mua sắm thành công. Bài viết này thu đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia bình luận. Bài viết của báo Trung Quốc có tiêu đề "Tác động đối với Trung Quốc là gì? Việt Nam muốn chi 1,5 tỷ đô mua F-16 từ Hoa Kỳ, khoảng 2 phi đội." Tờ này cho hay tại triển lãm quốc phòng Hà Nội tổ chức ở Việt Nam, Lockheed Martin của Mỹ đã từng mang đến một mô hình máy bay chiến đấu F-16. Việt Nam đã bày tỏ sẵn sàng chi 1,5 tỷ đô la để mua 2 phi đội máy bay F-16 nhằm thay thế các loại máy bay chiến đấu cũ như MiG-21 và máy bay tiêm kích Su-22 hiện đang phục vụ trong không quân Việt Nam. Nhu cầu hiện đại hóa quốc phòng trong những năm gần đây là một trong những thành phần quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ mua máy bay chiến đấu F-16. Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ý định mua máy bay chiến đấu F-16 từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, máy bay chiến đấu F-16 khác với UAV. Hai máy bay tuần tra chống ngầm P-3C, nó có ý nghĩa tấn công rất mạnh. Hơn nữa, Việt Nam thân với Trung Quốc. Xét trên tình hình Biển Đông, Hoa Kỳ chưa chắc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Việt Nam. Không quân Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua, khi Việt Nam từng bước tăng cường nỗ lực phát triển nguồn tài nguyên dầu mỏ ở Biển Đông. Không quân Việt Nam đã có nhiều chi tiêu quân sự hơn để mua sắm các máy bay chiến đấu tiên tiến, cập nhật hệ thống trang bị vũ khí của mình. Hiện tại, các máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Việt Nam chủ yếu bao gồm Su-30, Su-27 và Su-22 và MiG-21. Một số lượng máy bay cũ còn lại không chỉ có số lượng ít mà còn có hiệu suất hoạt động không như ý muốn, chủ yếu được sử dụng ở lớp thứ hai. Sau khi bước sang thế kỷ 21, Việt Nam đã liên tiếp nhập khẩu 12 chiếc Su-27 và 36 chiếc Su-30 từ Nga để bảo vệ thủ đô Hà Nội và các cảng quan trọng lân cận để tránh bị cắt kênh bảo dưỡng trong thế chiến. Việt Nam có khả năng đại tu các máy bay chiến đấu Sukhoi này. Lý do đầu tiên khiến không quân Việt Nam muốn mua máy bay chiến đấu F-16 là để đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí của chính mình, giảm thiểu rủi ro về nguồn cung cấp thời chiến, không muốn không quân Việt Nam tiếp tục chỉ sử dụng một số máy bay chiến đấu Sukhoi này. Ngoài ra là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 3 tiêu chuẩn cũ được sản xuất trên thế giới. Giao diện vũ khí của máy bay chiến đấu F-16 có thể đảm bảo rằng nó có thể sử dụng loại đầu đạn dẫn đường do hầu hết các quốc gia sản xuất. Vì vậy, ngay cả khi Hoa Kỳ không cung cấp bom, đạn có dẫn đường cho Việt Nam sẽ có các con đường mua sắm khác. Thứ hai, đó chỉ là chi phí sử dụng. Mặc dù máy bay chiến đấu Su-27 và máy bay chiến đấu Su-30 hiện nay có hiệu suất tốt, nhưng chi phí sử dụng máy bay chiến đấu hạng nặng 2 động cơ chắc chắn cao hơn so với máy bay chiến đấu cỡ trung bình. Đối với lực lượng không quân Việt Nam hiện nay vốn không quá giàu có, việc tiết kiệm một chút là điều đương nhiên. Tính toán theo ngân sách, nếu chi 1,5 tỷ đô của Việt Nam, Việt Nam có thể cơ bản sẽ mua được máy bay chiến đấu F-16C B-Block 50. Đây không phải là tin tốt cho Trung Quốc, mặc dù hai phi đội máy bay chiến đấu F-16 không đủ để khiến không quân Trung Quốc cảm thấy quá nhiều áp lực, nhưng nó sẽ hình thành nên một khởi đầu không mấy thuận lợi xung quanh Biển Đông. Trước đây, Hoa Kỳ hiếm khi bán vũ khí trang bị tấn công cho các nước láng giềng ở Biển Đông. Một khi tiền lệ này đã được mở ra, rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên, cuộc chiến kinh tế vẫn đang tiếp diễn. Nếu nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ của Việt Nam có thể bị cắt đứt thì đây sẽ là điều tốt và có thể đạt được kết quả một lần và mãi mãi. Ngay bên dưới bài viết này cũng đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ cư dân mạng Trung Quốc khi thu hút tới hơn 43.000 lượt bình luận. Một dân mạng Trung Quốc tỏ vẻ xem thường, đây không phải là vấn đề khi bạn đã đạt đến F-35. Trang mạng khác nghi ngại rằng Việt Nam thông minh và sẽ lặng lẽ cải tiến F-16.
Một người khác cho hay, sự bùng nổ kinh tế Việt Nam sẽ khiến nhiều nước thuộc thế giới thứ ba rơi vào tay Hoa Kỳ. Dân mạng khác nêu ý kiến, ly hôn về mặt quân sự với Nga, gần gũi với Hoa Kỳ về mặt chính trị, cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cũng thường chế giễu rằng Việt Nam thua kém Quảng Tây. Yêu nước thì phải nhìn nhận thực tế, có lý trí và yêu nước chân chính. Dân mạng Trung Quốc nói về Việt Nam, Hoa Kỳ, khi người Mỹ rút khỏi Việt Nam, họ thà ném trực thăng xuống biển để đưa nhiều người tị nạn ra khỏi Việt Nam. Những người tị nạn này và con cháu của họ rất yêu nước Mỹ. Hiện nay Việt Nam muốn phát triển kinh tế thì những người tị nạn này và con cháu của họ đã đóng một vai trò khá quan trọng để thúc đẩy cải cách mở cửa của Việt Nam. Nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay là những nhân tài do Hoa Kỳ đào tạo. Việt Nam, một ứng cử viên xứng đáng của một quốc gia phát triển. Dân mạng khác ý kiến, Việt Nam xấu nhưng không ngu, hãy coi chừng. Dân mạng tỏ ra coi thường F-16 chắc chắn không bay đến được Quảng Đông. Một người tới từ Huệ Châu lên tiếng, giả tạo, Việt Nam là nước mua nhiều vũ khí kiểu Nga. Cá nhân tôi cho rằng Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau hơn, còn Việt Nam xích lại gần Mỹ. Về lịch sử, Việt Nam là lịch sử chống Trung Quốc. Một dân mạng tới từ Giang Tô chê bai Việt Nam. Việt Nam bán quần áo và giày dép để đổi lấy vũ khí từ Hoa Kỳ. Một dân mạng khác tỏ vẻ khinh thường F-16. Chiếc F-16 chỉ có 2 phi đội, không thể cất cánh dưới sự áp chế của chiếc J-20 chúng tôi. Dân mạng tới từ Hà Nam bày cách cho Trung Quốc phải tỏ ra thân thiện và liên minh với các nước láng giềng, nếu không nhất định sẽ có ảnh hưởng. Các bạn thân mến, có thể thấy báo Trung Quốc tỏ rõ sự e ngại một khi Việt Nam sở hữu máy bay chiến đấu F-16 từ Hoa Kỳ, mặc dù đây chỉ là những thông tin đồn đoán và thực tế sẽ khó xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, qua bài viết này, chúng ta cũng thấy được người Trung Quốc lo ngại khi đối đầu với chiến cơ F-16 là như thế nào. Họ lo ngại đến mức độ nghĩ tới chuyện cắt đứt hoạt động sản xuất dầu mỏ của Việt Nam, từ đó chấm dứt việc quân đội ta dùng tiền để mua sắm vũ khí. Đây là chiêu mà báo Trung Quốc đánh giá, nếu thành công thì sẽ đạt kết quả mãi mãi. Mặc dù Việt Nam có tới gần 50 chiếc máy bay gồm Su-27 và Su-30, nhưng báo Trung Quốc tỏ ra không quá quan tâm. Họ e ngại nếu Việt Nam mua thêm 2 phi đội F-16. Vậy F-16 có gì mà khiến Trung Quốc lo lắng đến vậy? Chúng ta sẽ cùng nói về phiên bản F-16 Block 50 mà báo Trung Quốc cho rằng nó sẽ được Việt Nam mua. F-16 Fighting Falcon là một máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm do General Dynamics và Lockheed Martin sản xuất dành riêng cho không quân Hoa Kỳ. Được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, nó đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công. Sự linh hoạt và giá thành không quá cao là nguyên nhân dẫn tới thành công của F-16 trên thị trường xuất khẩu. Hiện nó đang sử dụng tại 24 quốc gia. Gói 50 lần đầu tiên được giao hàng cuối năm 1991, những chiếc máy bay này được trang bị hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống dẫn đường quán tính cải tiến. Máy bay có thể mang thêm nhiều loại vũ khí tiên tiến hơn như tên lửa AGM-88 HAM, tên lửa JDAM, tên lửa JSHOW và tên lửa WGMD. Máy bay gói 50 sử dụng động cơ F-110GE-129, trong khi những chiếc gói 52 dùng động cơ F-100 PW-229. Về đặc tính bay của F-16 Block 50 như sau. Tốc độ tối đa Mach 2, tầm bay tối đa 3.200 km, bay tuần tiệu bán kính chiến đấu 550 km, trần bay 15.000 m. Vũ khí trang bị, tải trọng vũ khí tối đa là 7,7 tấn, còn tải trọng chiến đấu thấp hơn khoảng 6 tấn vũ khí. Về giá thành, các phiên bản F-16A, B 14,6 triệu đô bao gồm vũ khí thời giá 1998, F-16CD 18,8 triệu đô chưa gồm vũ khí thời giá 1998. Về phiên bản mới, F-16 Block 70 64 triệu đô chưa bao gồm vũ khí thời giá 2019. F-16V 121,7 triệu đô bao gồm vũ khí phụ tùng thời giá 2019. Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ vẫn còn mất nhiều tháng nữa mới có thể ra mắt tên lửa siêu thanh đầu tiên của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đã thử nghiệm từ đầu năm 2021, mối quan ngại của Bộ Quốc phòng Mỹ. Báo cáo của Lầu Năm Góc viết, tên lửa đạn đạo siêu thanh DF-17 đã trải qua một số cuộc thử nghiệm thành công và được triển khai hoạt động. DF-17 có thể mang được đầu đạn hạt nhân dựa trên truyền thông Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung. Hệ thống này được triển khai vào năm 2020 có thể thay thế một số hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM lỗi thời.
Mỹ gặp khó về phương pháp chống đỡ. Theo các báo cáo trước đó, DF-17 có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực. Nó có thể bay tới mục tiêu trong cự ly tối đa là 2.500 km. Tên lửa siêu thanh này thu hút sự chú ý của báo giới vào tháng 10 năm 2019 khi Trung Quốc tổ chức một cuộc diễu binh kỷ niệm ngày thành lập nước. Sau đó, Giải phóng quân nhân dân Trung Hoa PLA thực hiện cuộc thử nghiệm siêu thanh đầu tiên liên quan đến thiết bị lướt DF-17 vào mùa xuân năm 2021. Sự kiện này gây rúng động nước Mỹ. Mỹ trước đó thừa nhận năng lực tên lửa ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Chẳng hạn, Lầu Năm Góc đã hướng sự chú ý sang củng cố phòng thủ tên lửa ở đảo Guam nhằm bảo vệ Mỹ trước tên lửa tầm xa DF-26, tên lửa có tầm bắn vươn tới căn cứ không quân Anderson. Xin lưu ý thêm rằng cực kỳ khó hoặc gần như không thể phòng thủ trước một tên lửa bay với tốc độ siêu thanh ở khu vực Thái Bình Dương. Các chỉ huy của Mỹ trong khu vực sẽ có ít thời gian hoặc không có thời gian để theo dõi tên lửa siêu thanh bay tới để có thể đánh chặn hoặc phản công. Mặc dù các tổ hợp Patriot và Chaat của Mỹ bảo vệ khu vực này, các hệ thống đó không được trang bị để ngăn chặn một quả tên lửa siêu thanh bay tới với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và đi theo đường bay không dự đoán được. Vài thông số nữa về DF-17. DF-17 là một tên lửa đạn đạo tầm trung đặt trên hệ thống lướt siêu âm DFZF. Tên lửa có thể phóng từ một bệ phóng đặt trên xe tải cơ động và có tầm bắn lên tới 2.500 km. Sau khi lên tới tốc độ cao ngoài khí quyển, tên lửa tách ra và sử dụng một thiết bị lướt siêu thanh HGV để tìm mục tiêu. Do tốc độ cao, đường bay thấp và sự linh hoạt trong hành trình bay, hệ thống lướt nói trên có thể xuyên thủng hệ thống phòng không tinh vi của đối phương trong các hoàn cảnh mà các hệ thống tên lửa thông thường sẽ khó vượt qua. Trước đó, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc viết rằng các hệ thống phòng không của Mỹ như tên lửa Chaat, SM-3 và Patriot triển khai ở Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Đài Loan và trên các chiến hạm Mỹ sẽ không có tác dụng trước DF-17. Nhà phân tích quân sự Trung Quốc Song Zhongping tiết lộ thêm, DF-17 cũng có khả năng tấn công các tàu sân bay khi di chuyển từ từ. DF-17 mặc dù được phóng từ mặt đất nhưng cũng có biến thể để phóng từ máy bay ném bom.